Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay hành trình của chúng ta sẽ đi đến đường Hồ Hảo Hấn, rồi ra bến Trương Dương nha, để đến cái hẻm 245 bến Trương Dương. Thì hôm nay có sự tham gia của Nị và bạn đồng nhỏ đây. Bây giờ là 5 giờ chiều, cùng lang thang trên cung đường chợ Cô Giang. Ở trong cái hẻm 245 đó, đi quá. Đi qua, dừng. Sinh viên của trường Văn Lang ngồi uống cà phê. Ở trong hẻm 245 đó có cái chùa Ni. Phía trước đây là nhà của chị My nè, lần nào đi ngang đây cũng nghe cái nhà của chị. Chùa trong hẻm đó thì chùa Pháp Bửu. Nay chúng ta quẹo phải thì đi ra chợ Cầu Muối nè. Quẹo phải đi. Ủa, quẹo trái ra chợ Cầu Muối. Lộn. Rồi chúng ta quẹo phải thì đi ra cái đường Hồ Hảo Hớn. Cảm ơn ông. Ông đóng cửa rồi. Đây, mình đang ở trên đường Cô Giang. Chiều thì bà con ngồi ở ngoài nó mát mẻ. Đi đâu rồi Đồng? Đây có bún thịt nướng bánh mì hấp chị Tuyền, nổi tiếng ở khu đường Cô Giang này. Buổi chiều ở đây thì rất là nhiều món ăn ha. Ở khúc này thì buổi chiều có hủ tiếu người Hoa, hủ tiếu Tàu, mì đã rất là lâu năm rồi. Hả? Đây có mấy căn nhà thời xưa, xếp lên xíu nữa thì có hẻm 200, hẻm Nguyễn Tình. Tới luôn, thẳng luôn. Lên tới hộ hướng quẹo trái. Đây cái chùa Pháp Bửu thì Pháp Thông thì đi hẻm ra tới hẻm này luôn nè. Nhưng mà xíu mình đi hẻm từ hẻm bên kia qua nè, hẻm bên bến Trương Dương qua. Rồi thì hành trình chúng ta hôm nay là như vậy ha. Rồi ta nhìn vô hẻm 200 của chị Thi đó. Đây có cô nướng xuồng.
bún thịt nướng chị Tuyền luôn nè. Hẻm cho nên là hẻm Nguyễn Tình. Nhìn ở đây là có hẻm 203 Cô Giang ha. Trên đây là ngã ba Hồ Hảo Hớn. Hồ Hảo Hớn và Cô Giang. Rồi vào trái nha. Bên trái là bến Chuyên Dương. Rồi vào phải thì mình ra Trần Hưng Đạo. Ngay góc này thì có xây cái tòa nhà của trường Đại học Mở. Buổi chiều mình đi ngược nắng hơi chói. Bên tay phải mình là hướng mặt trời mọc, ô mặt trời lặn, thì hướng đó thì hướng tây thì có cái hẻm 21 hay gì đó, 21 hay 25 của chị xin lỗi chị em không có biết tên, thì thẳng đi ngang đây gửi chị xem luôn ha. Đây cũng còn những căn nhà xưa xưa, chúng ta thấy. Kế bên đây thì có cái món phở. Phở phở lịch sử. Phở lịch sử vì trong đây có cái phòng tạ của sư phụ Trường Sơn. Cuối hẻm là phòng tạ. Nhưng mà sư phụ Trường Sơn thì qua đời rồi. Đây có cái hẻm 21 nè. Rồi xin gửi chị hình ảnh của hẻm mình nha. Ở đây thì dạo này an ninh cũng rất là tốt rồi, nên chúng ta không cần lo ngại ha. Đây có cái chung cư. Xưa xưa này có từ rất là lâu rồi nè. Đó. Chúng ta đi tới xíu là ngã ba của Hồ Hảo Hớn và bến Trường Dương. Rồi chúng ta quẹo trái. Quẹo trái. Đi qua được. Lên được không? Buổi chiều thì ở đây nhìn rất là mát.
hướng này là lên chợ Chùa Hòa Bình. Lần này là đúng nha, không có lộn nữa. Xin lỗi cô chú anh chị, nó lộn hoài chợ Hòa Bình, chợ Thái Bình. Đó, mình nhìn ra đường bến Trương Dương nè, ngày xưa thì không có hình ảnh như thế này nữa ha. Đó, thì bên đây thì cái hành lang rất là lớn, cái vỉa hè rất là lớn. Buổi chiều ngồi đây lai gai rất là mát luôn. Theo hướng này chút xíu nữa chúng ta sẽ đến cầu Ông Lãnh. Nhưng mà chúng ta không đi đến cầu Ông Lãnh hôm nay, mà chúng ta đi vô cái hẻm, một vòng của con hẻm 245 bến Trương Dương, chùa Pháp Bửu. Pháp Bửu Pháp Thông các bạn ạ, thấy vô. Hình như bây giờ là 370 hả? Số mới là 370 và số cũ là 245. Là đây. Bên đây cũng còn số 245. Đây đây đây. Vô hẻm. Chúng ta đi vô hẻm nha. Hầm gì vậy? Đâu phải hầm. Wow. Đây có chùa rất là đẹp. Chùa Ni ha. Nghe nói vậy. Chùa nhìn rất là sạch sẽ ha. Chùa Pháp Bửu 245-1 bến Trương Dương. Đi theo hướng này thì mình sẽ ra đường Cô Giang. Giảng. Bây giờ số mới là 370. Rồi ngoài kia thấy hẻm nhỏ mà đây hẻm bự ha. Đây rộng ha. Nở bụng. Còn những căn nhà hồi xưa nữa nè. Trong hẻm này thì có rất là nhiều kỷ niệm của chú anh chị nè. Cái đây quẹo phải quẹo trái. Quẹo trái thử. Vậy quẹo phải. Còn nói ủa chị cho hỏi hẻm nào ra Cô Giang hết chị? Ô hẻm này không ra Cô Giang được hả? Ủa anh Trâm hỏi cái hẻm nào mình ra đường Cô Giang được thẳng này ha? Bỏ cái hẻm nhỏ tới cái này. Dạ cảm ơn. Dạ. Được không? Hẻm rất là yên tĩnh luôn. Cái gì? Không để ý. Ủa cô cho hỏi cái hẻm nào ra Cô Giang hả? Cảm ơn. Hẻm nhỏ đang quẹo tay phải rồi đi ra luôn. Dạ cảm ơn con. Đi, đứng lên. Rồi. Nếu sắp lên.
À dạ cảm ơn cô. Nước. Dạ dạ. Tưởng đâu hẻm cùng. Là thấy đầu bên kia mà ở đây tưởng đâu đường thẳng. Dạ cảm ơn cô. Thôi đứng dậy đi đi. Mê cung, giống như vô mê cung. À, vừa phải. Đây. Tới đâu đường thẳng. Ra đây là hẻm 175. 175 Cầu Vàng. Rồi, lên xe. Rồi, lên xe được rồi đó. Tưởng đâu đường ngắn hay giờ đi một vòng rồi bên kia qua đầu bên đây. Trong đây có nhiều căn nhà chưa bán lắm nè, do là rất là nhiều hẻm nên hơi khó để đi lại bằng xe lớn. Từ hẻm kia là chạy xe máy qua đây không được, phải đi bộ thôi. Này phía sau trường học đồng cái gì phải không? Ủa không phải. Không phải, không phải. Không phải không? À để nói hẻm đằng kia và hẻm này. Rồi. Ra đầu hẻm này là hẻm 178. Rồi đó 160 nè. Rồi em xin tạm dừng video tại đây, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo ha. Chúc anh chị ngày mới vui vẻ. Chúc bà con cô bác mình nhiều sức khỏe nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye Đồng. Bye 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 sao bye bye sao. Bye bye sao. Rồi.